quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Bị giấu tên và ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử. Hiện vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc được mọi người quan tâm. Vụ việc bắt nguồn từ đoạn clip YouTube 9X lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Ngay sau đó, diễn viên nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc đã bị cư dân mạng liên tục giấu tên và ồn ào. Mặc dù phía Bảo Ngọc đã đăng tải clip phản hồi về ồn ào và khẳng định không liên quan đến lời của Thơ Nguyễn, nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao. Cho đến tối 13 tháng 12, trên trang cá nhân, anh trai của song nhí bất ngờ đăng tải bài viết dài bảo vệ em gái khi trở thành nạn nhân của việc bạo lực mạng. Anh trai Bảo Ngọc chia sẻ, thời gian qua, cô bé rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, muốn tự tử vì chịu quá nhiều áp lực từ mạng xã hội đến môi trường học đường. Anh cho biết, khi đến trường, em tôi bị kỳ thị, cô lập và phải thường xuyên nghe những lời đàm tiếu. Thử hỏi, một đứa trẻ 15 tuổi đến trường mà hàng ngày phải chịu tấn công vô căn cứ như vậy, sao mà có thể chịu đựng được? Ngọc đã khóc rất nhiều, ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, tinh thần, đã tự tử mấy lần nhưng được gia đình kịp thời cứu thoát. Chẳng may em tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ trả lại em gái cho gia đình tôi đây? Chúng ta cần chung tay lên án những đối tượng đang lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, tẩy chay các nội dung bẩn, gây hấn, đả kích như trường hợp Bảo Ngọc vừa bị YouTube TN dẫn dắt dư luận để tấn công vừa qua. Vì một xã hội bình yên và để không một ai phải là nạn nhân của bạo lực trên không gian mạng, hãy giải cứu Bảo Ngọc và tẩy chay những kẻ dùng thủ đoạn tấn công bôi nhọ người khác. Trước đó ít ngày, mẹ của Bảo Ngọc cũng cạo đầu vì quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạo lực mạng xã hội. Tôi và con gái Bảo Ngọc đang bị cú sốc lớn, không ăn, không ngủ hơn một tháng nay. Hai đứa con tôi cũng bỏ học một tháng rồi. Ba mẹ con chúng tôi không dám ra ngoài và khóc suốt. Chiều 12 tháng 12, phía Thơ Nguyễn cũng tiếp tục có động thái đáng chú ý khi ẩn ý chia sẻ việc giải nghệ sau ồn ào này. Từ bây giờ, tôi sẽ không làm clip nữa, hay nói cách khác là giải nghệ. Thơ Nguyễn nói, cô nhận ra là người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân, nhưng từ nạn nhân tôi trở thành người đi hại người khác. Cho nên, tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa, tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ. Hiện, vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả lên tiếng bênh vực diễn viên gia đình là số 1, bày tỏ cảm thông khi cô bé chịu ảnh hưởng không nhỏ vì một đoạn clip không chỉ rõ đích danh được lan truyền. Bên cạnh đó, một số khác cho rằng Thơ Nguyễn chưa nhắc tên cụ thể là ai nên mong câu chuyện sớm sáng tỏ. Lê Huỳnh Bảo Ngọc, sinh năm 2008, được nhiều người yêu ái gọi là Hoa hậu nhí. Cô bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé, từng tham gia đồ ri mí, giành Á quân cơ mật thân quen nhí năm 2015. Ngoài ca hát, cô bé còn tham gia diễn xuất trong dự án Gia đình là số 1. Bảo Ngọc nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh TikTok có hơn 2,9 triệu lượt theo dõi. Tối 12 tháng 12, nữ YouTuber Thơ Nguyễn thông báo trên trang cá nhân rằng cô sẽ giải nghệ, chấm dứt sự nghiệp làm nội dung thành công nhưng cũng đầy tranh cãi. Theo đó, nữ TikToker đăng tải nội dung có tựa đề Video cuối cùng của Thơ Nguyễn sau 8 năm hoạt động. Trong video kể trên, cô chia sẻ mình đã đạt mục tiêu lấy nút kim cương được YouTube tặng cho những nhà sáng tạo nội dung có trên 10 triệu lượt đăng ký và muốn giải nghệ để sống đúng với bản thân mình. Cuối video, Thơ Nguyễn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và nhường lại quyền quản lý kênh cho đồng nghiệp. Bản thân cô sẽ tập trung vào công việc kinh doanh đủ chơi và làm từ thiện. Thơ Nguyễn còn ẩn ý rằng, gần đây chị nhận ra một điều rằng làm người nổi tiếng thật rất khó khăn, chị không được sống với chính bản thân mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.